Nên xin chào cô chú anh chị ha. Thì bữa nay tiếp tục đặt chuột theo Gò Cao tiếp ha cả nhà. Thì nên đặt theo cái luồng này nè, mà không có đặt ra tới ngoài này. Nên đặt đó cái giỏ sách kìa, đặt từ đó ra đây. Ở ngoài khúc ngoài này ít đường quá nha, không thấy đường. Có người ta đặt kìa. Ở anh trống xuồng đặt cửa ngục nha nha. Trống ra ngoài, ở ngoài này nó thấp nè. Cho nên nước nó vô nhiều hơn cái khởi chỗ trong nền. Hôm nay nước cũng quá chừng rồi. Tại dặn đặt vớn à. Đó, đặt vớn nhóc luôn. Nhìn cảnh đồng ruộng, nhìn mùa nước nổi này thấy thoáng mát ha cả nhà. Đây người ta đặt cửa ngục dữ lắm đó nha. Bà con ta nói chung sống nhờ mùa nước cái nha. Nguyên bầy cò trắng bay luôn kìa. À, bạn đặt cái này ha. Xa quá tốt miệng đặng. Trời hôm nay trời chuyển mưa cái nha. Đang kỉnh hết trơn kìa. Anh nghĩ đây tới chiều chắc giãn đám mưa lớn luôn quá. Nhìn nước. Nhìn thấy đẹp quá nha. Phong cảnh hữu tình luôn. Này nước quá trên nước rồi. Ta đặt vớn thì lớp đặt cửa ngục cũng nhiều lắm đó nha. Dài dài vô tới ngay chân châu nên ta đặt cửa ngục cũng nhóc luôn. Ha, người đặt mấy chục cái, mấy trăm cái không. Đăng vớn là nhóc luôn rồi. Rồi, thôi giờ nên cũng còn một số gặp à. Để nên tranh thủ nên đặt kiết cho xong hay nha. Để trời mưa cái xuống cái là hết đặt được luôn. Trời cũng chuyển mưa quá chừng rồi. Rồi nên có hẹn cả nhà lại tối nay nha. Thì chừng nào tối nay hoặc nên có đi thăm, không có mưa thì nên đi thăm. Thì nên sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Nên xin chào cô chú anh chị ha. Thì giờ này cũng 8 giờ hai chồng nên sẽ đi thăm lập chuột ha. Thì nên cũng xin mời cô chú anh chị cùng theo vợ chồng nên trải nghiệm thăm bẫy chuột, mong rằng có lý hay nha. Bà xã anh kìa. Chào coi. Có hả? Có dinh còn kìa nha. Bà xã anh bắt lên hai cái mà một cái dính một cái không à. Đây nên đặt một cái nè, một cái nó dính, cái này không có dính. Như chịu nhớ có đặt ở đây nó vẫn mới khỏe không. Ừ đây có rồi nha. Cái này chút quớt rồi. Cái đó chút quớt sao gà không được hả? Cái mốc này nó kẹt cái dưới này nè. Rồi mưa nữa rồi. Rồi mưa luôn. Mưa luôn rồi. Mưa luôn. Mưa lâm râm cả nha. Cái này chết quá. Mưa lâm râm luôn rồi. Ồ, này dính còn nè. Mưa lâm râm luôn. Nóng bằng áo tay dài vô mũi không? Để mình đặt luôn. Mình đặt cái máy đi luôn đi lâm râm mà. Mưa lớn chạy. Rồi, đặt vậy là xong rồi nha. Tiếp tục. Nhìn mấy chú vịt con.
Con này chết không ta? Nhìn đã nha. Được con. Gì? Đó dính nữa hả? Mới dính con hả? Ủa đây con hả? Hai cái gì là hai cái hai con rồi. Ủa cái mình nó sập mà không dính ta? Hai cái hai con luôn. Đây, để đây cái này sạch nè, mà sao không dính cái nha. Uổng ghê. Đôi dính con nè. Bự không? Nhỏ. Vừa vẫn. Vừa hả? Chuột ăn. Chuột ăn được. Hai cái mà dính con mà. Về, về đâu có chuột con nữa. Ồ cái đó sập mà không dính ta. Cái này sập mà không dính nha. Kỹ ta. Chạy nhiều lắm hả? Chạy mà không dính. Nó ở cái bên gặp ông á. Tại ngay đang căng đường đó, cái đó dính rồi. Không, bên dưới kìa. Mà không dính hả? Leo con chay gì? Ba ông con luôn. Ba ông con mà gặp đặc gì mà không vô ha? Khôn. Chuột giờ nó lão luyện rồi đó nha. Nó khôn quá khôn. Cái này bị ủi gặp luôn. Có không? Này nên đặt ít cái nha, nên đặt có mấy chục cái. Đâu, đặt cỡ 70 cái. Hết chỗ đặt. Không chỗ nào đặt hết nha. Cái giỡn đặt căng nè. Giỡn này bự lắm mà nha. Giỡn này hứng cá, nước nhiều quá hứng cá đã luôn á. Đây dính con nè. Chuột lỡ. Mày hả bưởi. Đi gà lại. Đây một em nữa ngay nha. Nằm trong ngóc. Chỗ đây dính con nữa cái ngay. Con. Hai cái hai em luôn. Đây một em này nha. Có. Cái này chút quốc. Chút quốc luôn. Ồ, chuột chạy gì mà không dính ha. Nó chạy hay quá. Rủi. Đây con kẹt cái giò luôn. Mới vô. Ừ. Mới vô. Hên cho mày mới vô á. Để tới sáng nè. Trong khi. Cái rửa nó xử mày. Xong rồi. Hai chồng nó làm xong rồi nha. Được được chừng 2 kg. Chừng 2 kg chuột rồi cả nhà. Ký ngoài 2 kg. Ừ. Chị ký ngoài à. Không được 2 kg đâu. Con ký mấy. Được ký mấy chuột. Gặp mình còn bỏ một đống đây nè. Đặt không có hết. Lứ. Hôm nay không có văn lứ luôn. Để nước nhiều nhiều chút xíu nữa là sẽ văn lứ. Rồi. Thay giờ nên cũng tạm dừng video đấy ha nha. Để hẹn cả nhà lại sáng mai nha. Thì chúc cả nhà có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình ha. Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ nhiều giấc mơ đẹp. Bye bye cả nhà.
Linh xin chào cô chú anh chị ngày mới ha. Thì Linh cũng xin chúc cho cô chú anh chị có một ngày mới luôn thật nhiều may mắn ha. Thì sáng hai chồng Linh đi cũng gặp chuột hay nha. Phong cảnh buổi sáng bữa nay sương mù quá, sương mù hơi nhiều quá trời, không có thấy núi non gì hết luôn cả nhà, che khuất mắt tiêu chân rồi. Giờ hai vợ chồng lên á, đi cũng gặp có không? Chào cái bé đó. Sáng mong gần im im hay nè. Rồi nên bị thả nên cuốn mấy cái không có con nào, nên cuốn mấy cái không thấy con nào luôn. Đây một con nè, em chơi cái này hả, dính con nè. Xong nước cả nhà. Ít dính hết chuột hay gì. Cái này chết quất luôn. Trong giỡn thấy có cua, có cá rồi nha. Rồi chết luôn, không thấy gì hết. Sao? Không. Nãy giờ không có con luôn hả? Bạn buổi sáng hậu tình nè. Sao? Đầu mình thấy chết quá không cả nhà. Ngoài này không có chuột hay gì. Chắc tên nghĩ gì quá. Đặt đằng là nó thấy chết không à. Chết quẹo, quẹo luôn. Đây còn này. Cái này sáng hẻo rồi cả nhà. Này hẻo rồi cả nhà, ui chết quất luôn. Nên còn mấy cái ngoài này nó hết rồi nha, này hẻo rồi, hết chuột rồi. Chuột cứu đâu á? À, có một cái dính nè. Giỡn có cá gì không nè. Sáng cá ngớp quá chừng hả? Mình không vô giỡn. Giỡn hay càng cua không à? Cua dốc. Hết rồi. À, đừng con nè. Ai biết đâu. Nãy giờ hai chồng lên thăm xong nãy nha, có mấy con tuột bữa nay thất thủ á, được hai bốn sáu bảy con chuột à, đổ vô luôn đi vậy. Có mấy con im im không nha, có mấy con ngon ngon
Con này ngon à. Ao. À. Này chắc được 2 ký mấy rồi nha. Từ tối giờ luôn. Được 2 ký mấy. Dạ lắm, chắc 2 ký. 2 ký ngoài, có 2 ký gửi. Dính rồi. Thì cũng cả 2 ký gửi. Ừ. Sáng trong đó làm như mùi sương cái gì ta, mà sao sương mù vậy, mà không thấy núi gì hết trơn á nha, thấy núi non vậy. Phải không? Sương cái gì nha, không có còn thấy núi non gì nữa chứ. Đó khỏi đi em ơi. Chừng 2 ký ngoài. Được 2 ký ngoài chuột rồi cả nhà. Rồi, có nhiều đỡ nhiều hả nha. Chính định đi cái đường này không mà nên đặt kiếp muốn hết chuột luôn đó. Rồi, thôi giờ nên cũng xin tạm dừng video đây ha. Thì nên cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà cũng đã bỏ thời gian theo vợ chồng nên trải nghiệm đi thăm những cái bãi chuột ha. Mong rằng cứ sau sẽ có lý hơn ha nha. Thì nếu cả nhà thấy hay cho vợ chồng nên xin 1 like và 1 đăng ký. Vợ chồng nên xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nên cũng xin hẹn cả nhà lại video sau nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye cả nhà.